Xin chào các bạn, hôm nay kênh Bách Khoa Tri Thức sẽ nói về cách chữa hiệu sinh lý bằng gừng tươi hiệu quả bất ngờ. Gừng là một loại gia vị quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày, không chỉ giúp cho món ăn ngon hơn mà gừng còn là vị thuốc tốt cho sức khỏe. Đặc biệt, ít ai ngờ rằng gừng còn có công dụng điều trị chứng trên bạo mà dưới không nghe ở nam giới. Cùng theo dõi bài viết dưới đây để tìm hiểu cách chữa yếu sinh lý bằng gừng tươi hiệu quả các bạn nhé. Công dụng của gừng tươi trong chữa yếu sinh lý. Gừng là một gia vị khá thông dụng trong bữa ăn và đời sống hàng ngày của con người. Trong chữa yếu sinh lý, gừng có tác dụng giúp tăng sự giãn nở mạch máu và cải thiện lưu thông khí huyết. Theo y học, chữa bệnh bằng đông y, công dụng của gừng đối với chữa bệnh yếu sinh lý là ở thành phần có tính cay nóng, kiềm bớt tính hàn, có tác dụng tán hàn ôn trung, tiêu đàm, hành thủy và giải độc. Hợp chất có trong thành phần của gừng có tác dụng lưu thông mạch máu, làm giãn nở, kích thích các cơn co thắt mạch máu, hỗ trợ giải quyết vấn đề yếu sinh lý ở nam giới. Vì sao gừng lại có công dụng chữa yếu sinh lý? Gừng tươi có chứa các hợp chất như gingerol, sorbitol và zingiberine có công dụng kích thích mạch máu, tăng cường tuần hoàn máu, kích thích sự co thắt tuần hoàn. Vì vậy, gừng tươi được xem là thực phẩm kích thích tình dục, chữa bệnh yếu sinh lý ở nam giới. Từ thời xa xưa, gừng tươi được y học Trung Quốc sử dụng để điều trị các bệnh về rối loạn chức năng tình dục ở nam giới. Cách chữa yếu sinh lý từ gừng tươi. Nam giới mắc chữa yếu sinh lý có thể áp dụng một số cách như sau. Cách thứ nhất, gừng mật ong chữa yếu sinh lý. Nguyên liệu cần có: gừng tươi 1 đến 2 củ, mật ong 3 thìa cà phê. Thực hiện: gừng tươi rửa sạch, sau đó cạo vỏ và ép lấy nước cốt gừng. Trộn nước cốt gừng với mật ong để tạo thành một nửa gừng mật ong. Sử dụng uống 3 lần trên một ngày, sau 2 đến 3 tháng áp dụng sẽ thấy hiệu quả cao. Cách thứ hai, bóng cá khô nấu gừng. Chuẩn bị nguyên liệu: gừng 1 củ, bóng cá khô 30g, ít trí 30g, 3 kích thiên 30g, táo đỏ 3 đến 5 quả nhỏ. Tiến hành thực hiện cách chữa yếu sinh lý bằng gừng tươi. Đầu tiên, các bạn ngâm bóng cá khô khoảng 10 đến 15 phút cho nở đều. Sau đó, dùng dao thái nhỏ và dài như sợi bún. Những nguyên liệu còn lại, các bạn băm rửa sạch rồi cho vào nồi đun sôi nhỏ lửa, ninh trong vòng 3 giờ đồng hồ cho nhừ. Kiểm tra thấy nguyên liệu đã chín nhừ, các bạn múc canh ra bát và thưởng thức khi còn nóng. Món này có công dụng trị yếu sinh lý, bổ thận, tráng dương, di tinh, chứng xuất tinh sớm và tiểu nhiều ở nam giới. Để đạt hiệu quả trị yếu sinh lý ở nam giới, các bạn nên dùng 3 lần trên một ngày. Thường xuyên thực hiện sẽ thấy hiệu quả rõ rệt. Những điều cần lưu ý khi áp dụng cách trị yếu sinh lý bằng gừng tươi. Một số trường hợp không nên sử dụng gừng tươi vì có thể ảnh hưởng sức khỏe như người bị cảm nắng, sốt không rét, vã mồ hôi, người chảy máu cam, đại tiểu tiện ra máu, bệnh trĩ chảy máu, ho ra máu, người bệnh tim, tiểu đường, nên hạn chế sử dụng gừng. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy nhớ đăng ký kênh để nhận những thông tin hữu ích. Ủng hộ kênh Bách Khoa Tri Thức nhé.